Không có thứ gì gọi là ma quỷ cả. Tôi tỉnh dậy giữa một cánh đồng tối tăm. Địa điểm này rất kỳ lạ, hoàn toàn không có ánh sáng nào xung quanh cả, không có cả mặt trăng, cũng không có những ngôi sao trên bầu trời, chỉ có một cái màu đen sâu thẳm mà thôi. Khi đứng dậy, tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, như thể tôi vừa chạy marathon xong vậy. Khi nhìn xung quanh, tôi cuối cùng cũng đi đến kết luận rằng tôi không biết mình đang ở đâu cả. Bạn biết đấy, tôi sống ở thành phố, không gần bất kỳ khu rừng hay là cánh đồng nào cả. Nơi mà có nhiều cây nhất là ở công viên thành phố, nhưng mà cũng chỉ có vài cái cây tại đó mà thôi. Nhưng mà cánh đồng tôi đang ở hoàn toàn được bao quanh bởi cây cối. Ban đầu tôi nghĩ rằng ai đó đã bắt cóc tôi. Tôi biết rằng sẽ không thể nào tôi có thể đi bộ trong khi ngủ đến khu rừng này được. Nhưng mà nếu tôi bị bắt cóc thì kẻ bắt cóc tôi đang ở đâu? Tôi tự hỏi. Chà, không có lý do gì cả, chỉ để ngồi đó và chờ đợi điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Tôi phải bắt đầu đi bộ ra khỏi đây. Những cái cây trông như đã chết vậy, những cành cây xoắn lại khỏi thân cây theo một cách đau đớn và không thực tế. Tôi len lỏi qua những bụi cây dày đặc và tôi liên tục tự hỏi rằng làm thế nào tôi có thể lại có mặt ở giữa một cánh đồng như vậy? Có thể tôi đã bị đánh thuốc hay là gì đó chăng? Nhưng tại sao ai đó lại bắt cóc tôi, rồi để tôi lại giữa cánh đồng này và đi đâu mất? Tôi bắt đầu hoảng sợ. Có lẽ tôi không muốn tìm hiểu làm thế nào tôi có thể ở trong khu rừng tối tăm này. Giờ đây, những giờ phút trôi qua và tôi cảm thấy rằng như mình đang đi vòng quanh vậy. Tôi không thể chịu đựng được thêm nữa. Tôi dừng lại, đứng chết lặng và ngồi xuống. Tôi cần xem xét lại những gì đang thực sự xảy ra. Tôi đang ở một mình, không có ký ức về cách nào tôi đến đây cả. Không có thức ăn, không có chỗ trú ẩn. Và điều tồi tệ nhất là tôi nghĩ có điều gì đó đã đang theo dõi tôi trong suốt 2 giờ qua. Một tia hy vọng nhỏ bé thu hút sự chú ý của tôi. Tôi thấy qua những tán cây, có vẻ như là một căn nhà tranh nhỏ. Tôi vội vàng chạy đến đó, cầu nguyện rằng nó không phải là một cái ảo giác gì đó. Tôi dừng lại trước cánh cửa của căn nhà 3 bước, quá sải để chạm vào nó. Liệu nó có thật không? Tôi đã có những nghi ngờ trong suy nghĩ của mình. Đặt tay lên cánh cửa gỗ mỏng manh, một giọt nước mắt rơi xuống má tôi. Có lẽ mình sẽ sống sót qua chuyện này thôi, tôi thì thầm nói rồi đẩy cửa mở ra. Tôi nhìn vào bên trong, vẫn do dự về việc bước vào. Có ai ở đây không vậy? Tôi hỏi, mặc dù căn nhà tranh này rõ ràng là đã bị bỏ hoang rồi. Không có câu trả lời. Tôi rất vui vì không có câu trả lời nào cả. Bước vào căn nhà và đóng cửa lại phía sau. Tôi tìm nơi trú ẩn trong hành lang hẹp và dựa lưng vào tường. Ít nhất tôi đã thoát khỏi những yếu tố bên ngoài rồi, tôi tự nhủ. Khi tôi lấy lại hơi thở, những suy nghĩ bắt đầu chạy đua trong đầu tôi. Ồ mà, ai lại đi xây dựng một cái căn nhà tranh ở giữa rừng thế nhở? Thực sự đó, ai lại xây một cái căn nhà rồi chỉ để nó lại giữa rừng chứ? Tôi đứng dậy một lần nữa, muốn tìm hiểu thêm thông tin về nơi này. Chỉ có một phòng ăn với một cái bàn mục nát, một vài cái ghế bị lật ngược lại, cũng như một cái lò sưởi xuống cấp. Đó là lúc tôi nhận ra một cánh cửa, một phòng ngủ trắng. Có lẽ là vậy, tôi nghĩ khi tôi lắc lắc tay nắm. Nó không nhúc nhích sau khi cố gắng đập cửa mở ra và gần như làm gãy tay của mình. Tôi đã từ bỏ. Không có gì quan trọng đến mức phải bị thương cả, đúng không? Đó là khi tôi nghe tiếng cửa trước đột nhiên mở ra và đóng lại. Quá tối để nhìn qua khung cửa hoặc là xem ai đã vào, nhưng tôi biết tôi không còn một mình trong căn nhà tranh nhỏ này nữa. Tôi ổn định hơi thở lại và cúi gập mình trong góc. Nếu đó là kẻ bắt cóc, tôi tốt hơn hết là không nên để mình bị phát hiện. Dù là gì đi nữa, nó bắt đầu gõ lên tường gần cửa. Những tiếng gõ đó càng ngày càng gần tôi. Nó đang tìm kiếm tôi trong các bức tường chăng? Tôi giữ im lặng và cái thứ đó tiếp tục gõ, càng ngày càng lớn hơn. Đột nhiên, tiếng gõ dừng lại. Nghe như thế, nó chỉ cách tôi một bước chân mà thôi. Tôi đã nín thở vào lúc này rồi, phổi tôi đang yếu dần. Tôi biết nếu tôi hít thở, tôi sẽ chết. Đó là khi tôi nghe thấy tiếng cửa trước mở và đóng lại một lần nữa. Tôi thở hổn hển ngay lập tức. Có lẽ đây không phải là nơi an toàn để ở lại sau tất cả. Tôi đi về phía cửa, xem xét xem tôi nên ở lại trong rừng hay là ở lại đây. Đó là khi tôi nghe tiếng nó.
Tiếng gõ, nó lại bắt đầu rồi. Nó vẫn ở trong căn nhà này với tôi. Lần này những tiếng gõ đang lớn dần lên, hướng về phía này. Chết tiệt, tôi nghĩ nó chắc chắn đã biết tôi ở đây rồi. Trong cơn hoảng loạn mù quáng, tôi kéo cửa mở ra và lao ra ngoài. Trượt qua bùn, tôi nằm trong bụi rậm và tập trung tầm nhìn trở lại vào cánh cửa đó. Dù là gì đi nữa, nó cũng cần phải ra ngoài một lúc nào đó chứ nhỉ. Và nó tốt hơn hết là nên cầu nguyện rằng nó không phải là con người, hoặc nó sẽ chết như là một con người. Tôi chờ đợi điều gì đó trong khoảng một giờ nữa, gần như là thiếp đi. Đó là khi tôi thấy điều mà ước gì tôi chưa bao giờ thấy. Một bàn tay nhô ra từ bóng tối của cửa ra vào. Nó có vẻ như thuộc về một người phụ nữ nhỏ nhắn, da trắng, nhưng mà thiếu hai ngón tay và đang nhỏ giọt một chất lỏng màu đen như mực. Cảnh tượng đó khiến tôi buồn nôn và nghĩ rằng tôi đang ở trong một căn nhà với thứ mà bàn tay đó thuộc về. Cánh tay dài vươn ra, nắm lấy tay nắm cửa của căn nhà và từ từ đóng lại. Tôi nhận thấy hai cửa sổ mà căn nhà đó có. Một cửa sổ gần cửa ra vào, và có vẻ như là cửa sổ của phòng ăn thì phải. Cửa sổ còn lại ở góc, có vẻ thuộc về phòng ngủ. Chậm rãi và có chủ đích, tôi bò lên bên hông của căn nhà tranh này, quỳ dưới cửa sổ phòng ngủ. Ồ, được rồi, chỉ một cái nhìn thôi rồi mình sẽ đi, tôi nghĩ. Phải chắc chắn chứ, nếu người này đang chết sành chết mọn gì hay gì đó thì sao? Nuốt chừng nỗi sợ hãi của mình, tôi nhấn mắt lên trên bầu cửa sổ, che tay quanh mắt. Tôi không thể thấy gì cả. Bóng tối của cửa sổ giống như là một cái chăn đen vậy, treo lên cửa sổ. Mồ hôi bắt đầu chảy từ trán tôi. Một cảm giác run rẩy bắt đầu từ đáy cổ tôi và bắn xuống chân tôi. Tôi gần như không thể thở được. Tôi sợ đến mức không thể cử động một chút cơ bắp nào cả. Rồi cái gì đó phía bên kia cửa sổ đã chớp mắt. Tôi thoát khỏi cơn hoảng loạn và chạy qua rừng nhanh nhất có thể. Chân tôi sẽ mang tôi đi. Những bụi cây bị giẫm nát dưới chân tôi khi tôi đẩy cơ thể của mình đến giới hạn. Những cành cây ngẫu nhiên bắt lấy áo tôi, làm rách nó ra và cắt vào da thịt tôi. Tôi chỉ có một suy nghĩ vào lúc này, cái thứ đó đã thấy tôi rồi. Rồi sau đó tôi trượt trên một cái gì đó và ngã xuống đất một cú rất mạnh. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở một mình, đói và sợ hãi. Tôi không thể cầm thấy tay của mình nữa và xung quanh hoàn toàn tối tăm. Tôi không biết cái thứ tôi thấy là gì cả, nhưng tôi biết nó đã thấy tôi, và điều đó không thể nào là dấu hiệu tốt được. Nè, nếu bạn bao giờ thấy một cái thứ như vậy á, hãy chạy đi, chạy xa nhất có thể, đừng bao giờ dừng lại. Đó là một câu chuyện rất thú vị đấy, ông Jackson. Nè, đây là thuốc của ông đây, và xin ông hãy cố gắng nhớ rằng không có thứ gì được gọi là ma quỷ cả. Có một người đàn ông làm ra cho con búp bê rất đẹp, với đủ hình dạng và kích cỡ. Ông thậm chí còn làm những con búp bê có kích thước thật nữa cơ. Rất nhiều người đã yêu cầu những con búp bê đắt tiền và tinh xảo này. Và mặc dù những con búp bê này mang lại cho người đàn ông khiêm tốn kia rất nhiều tiền, ông vẫn sống một cuộc sống giản dị cùng với cậu con trai nhỏ tên là Van. Cậu bé trẻ tuổi và rất say mê công việc của cha mình. Những bộ phận búp bê và những con búp bê hoàn chỉnh nữa tràn ngập trong ngôi nhà. Mỗi con búp bê đều độc đáo và có một cái tính cách riêng. Van thường ngồi xem một cách say mê khi cha mình vẽ những đôi môi nhỏ tinh tế lên những gương mặt nhợt nhạt của chúng. Cậu muốn một ngày nào đó sẽ trở như cha của mình và tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Một ngày nọ, một doanh nhân giàu có đã yêu cầu một con búp bê kích thước thật và cầu kỳ từ người thợ làm búp bê khiêm tốn. Ông ta có tên là Gia. Tuy nhiên, người thợ làm búp bê này đã từ chối làm con búp bê kia khi phát hiện ra rằng Gia là một kẻ gian lận và muốn con búp bê cho những mục đích biến thái. Gia đã tức giận vì sự từ chối của người thợ, tức đến mức ông ta gửi về những kẻ côn đồ được thuê lại để loại bỏ người thợ làm búp bê. Ngôi nhà của người thợ làm búp bê đã bốc cháy. Ông đã hy sinh bản thân để cứu con trai khỏi ngọn lửa. Và nhìn trong hoảng sợ và tuyệt vọng rằng khi cha của mình bị thiêu sống trước mặt. Nước mắt của cậu bị bốc hơi vì sức nóng khi cậu chứng kiến ngôi nhà của mình biến thành một đống đổ nát và tro tàn. Cậu khóc nức nở bên xác cha. Xung quanh là những tàn tích cháy đen của ngôi nhà của cậu, của những con búp bê đẹp đẽ và cầu kỳ. Chúng giờ đây đã bị tan chảy, biến dạng, trở thành những hình dạng kinh khủng so với những gì chúng từng là. Về lục lọi qua đống đồ nát bằng đôi tay nhỏ bé, cố gắng tìm bất kỳ thứ gì có thể sống sót sau ngọn lửa.
Cuối cùng, điều duy nhất cậu tìm thấy là một con búp bê bằng kính màu hồng với kích thước sống thật. Cậu ôm nó trong tay và ôm gần vào trái tim. Những lọn tóc đen và rối bù rơi trên mặt đất, còn mắt là tất cả những gì cậu còn lại. Cậu bé chỉ mới 9 tuổi khi chứng kiến mọi thứ mà cậu từng biết bị hủy diệt chỉ trong chớp mắt. Thật không may, những cơn ác mộng vẫn chưa hề kết thúc với cậu bé này. Chính Gear đã cho những kẻ côn đồ của mình quay lại hiện trường vụ án để đảm bảo rằng người thợ làm búp bê đã thực sự chết rồi. Họ tìm thấy xác chết cháy đen của người thợ vĩ đại một thời, nhưng họ cũng phát hiện ra cậu con trai. Không biết phải làm gì với cậu bé cả, họ đã bắt cóc cậu và đưa cậu đến với Gear. Gear vào ban đầu không có mục đích gì thực sự với cậu bé cả, nhưng vẫn quyết định giữ cậu lại, giữ cậu như một món đồ chơi thay thế cho con búp bê mà ông ta không bao giờ nhận được. Ông giữ Vin trong 3 năm, đối xử với cậu như là một con búp bê tình dục, một vật thể chơi đùa với cậu. Vin trở thành tù nhân của ông. Cậu bé không thể chịu đựng được thêm nữa và bắt đầu đánh mất chính mình. Tâm trí cậu bắt đầu suy sụp. Một đêm nọ, khi người đàn ông đứng bên cạnh của Vin, giữ cậu bé xuống giường và cố gắng chơi đùa với cậu, Vin quyết định rằng không muốn chơi nữa. Cậu nhanh chóng lấy một cây bút từ bàn đầu giường và bắt đầu đâm vào đầu mặt chủ của người đàn ông kia. Máu phun ra từ vết thương, nó bắn tung tóe lên tường, sàn nhà và cả người của Vin nữa. Vin vừa mới giết người lần đầu tiên. Khi xác nằm đó cứng lại, Vin đã lấy một ít tiền và nhanh chóng trốn thoát. Vin xuống lang thang trên đường phố, cậu muốn khôi phục lại công việc của gia đình làm búp bê. Cậu sống trong một căn hộ bị bỏ hoang ở trong một khu vực xấu nhất của thành phố. Với số tiền cậu lấy được, cậu mua các bộ phận và vẽ những con búp bê tuyệt đẹp. Cậu bán chúng, kiếm thêm tiền, đổi trác, làm nhiều búp bê hơn, đẹp hơn nhiều. Những con búp bê sống thật hơn. Nhựa, đất sét và sứ không còn đủ để làm Vin thỏa mãn. Báo cáo tin tức, một thiếu nữ mất tích đã bị giết. Một cảnh tượng kinh hoàng được phát hiện tại hiện trường công viên thành phố. Emily Ryder đã bị cắt xé ra một cách dã man. Báo cáo khám nghiệm tử thi như sau: Emily Ryder, nguyên nhân cái chết, mất máu và bị sốc, được tìm thấy trong một chiếc váy thêu tay sang trọng. Cả góc miệng của Emily được khâu lại thành một nụ cười nhỏ, với đôi môi được sơn màu đỏ đậm. Còn đôi mắt thì bị khoét ra và thay thế bằng mắt kính, mi giả và trang điểm. Móng tay của cô đã bị loại bỏ và thay thế bằng móng giả. Một biểu cảm đông cứng vẫn còn trên khuôn mặt cô. Đầu của cô bị cạo và thay thế lại bằng những sợi tóc xanh được khâu vào xa đầu, thay cho những lọn tóc vàng trước đây. Và có lẽ điều đáng lo ngại nhất chính là mọi khớp trên cơ thể cô đều bị trật khớp hoặc là gãy. Đây thật sự là một hành vi của một kẻ giết người tâm thần. Ghi chú khám nghiệm tử thi như sau: có vẻ như Emily Ryder vẫn còn sống khi kẻ giết người bắt đầu làm hại cô. Cô còn sống khi anh khâu mặt của cô lại. Từng gọn tóc được khâu tỉ mỉ vào da đầu và khi mắt cô bị khoét ra. Cô ban đầu được tìm thấy trên một chiếc ghế công viên, được đặt ở đó như là một con búp bê trưng bày. Điều này có thể giải thích tại sao các khớp của cô lại bị trạch ra khỏi ổ. Điều này sẽ giúp dễ dàng hơn để trưng bày cô theo cách mà hắn thích. Qua cách mà vụ giết người được thực hiện, có vẻ như kẻ giết người coi tội ác của mình là một trong những tác phẩm nghệ thuật. Ký tên: Jason Harris, giám định viên y tế. Emily là vụ giết người thứ hai của Vin, nhưng là vụ đầu tiên trong một chuỗi sự việc. Cậu đã cảm thấy phấn khích khi tạo ra những con búp bê mới, khắc vào chúng, làm cho chúng đẹp hơn. Giờ cậu đã 17 tuổi, chưa bao giờ bị bắt cả, vẫn sống trong những ngôi nhà bỏ hoang, vẫn tiếp tục giết người. Cậu đã hoàn toàn điên cuồng, mặc dù cậu không tin mình bị như vậy. Có thể mô tả cậu như là một người bị mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt. Tuy nhiên, Vin nghĩ rằng mình vẫn ổn. Cậu sống trong một thực tại mà cậu đã tạo ra cho chính mình, trong tâm trí. Cậu không phải là một kẻ giết người, cậu là một nghệ sĩ. Một nghệ sĩ tạo ra những con búp bê tuyệt đẹp. Vin tự hào về công việc của mình, nhưng vẫn cảm thấy vô giá trị, bẩn thỉu như là hàng hóa đã qua sử dụng vậy. Trong một nỗ lực làm cho mình đẹp hơn như những con búp bê, cậu đã khoét một bên mắt của mình và thay thế nó bằng thứ duy nhất còn lại từ thời thơ ấu, còn mắt kính. Sau đó, cậu không một cái nửa nụ cười vào môi. Tuy nhiên, cậu đã không hoàn thành công việc được vì quá đau đớn. Cậu cảm thấy rằng mình đã thất bại trong việc làm đẹp cho chính mình, để lại những vết sẹo, để lại khuôn mặt bị biến dạng bởi chính tay của mình. Cậu biết mình là một món hàng hư hỏng. Cậu biết mình vô giá trị.
Tất cả những gì cậu có thể làm là làm cho mọi người hạnh phúc bằng cách tạo ra những con búp bê đẹp nữa của mình. Công việc của cậu trở nên khá nổi tiếng trên các tờ báo và chương trình truyền hình nữa vì đã trưng bày nghệ thuật của cậu ở những nơi công cộng. Và cậu cũng thích cái tên mà công chúng đặt cho mình: thợ làm búp bê. Giống như bố đúng không? Hãy để tôi làm cho bạn đẹp hơn nào. Khi Covid-19 vẫn đang gia tăng và mọi người vừa mới ra khỏi thời gian cách ly, những người bán hàng không rõ nguồn gốc đã đi vòng quanh Detroit, Michigan, bán một cái sản phẩm không có giấy phép mang chủ đề là MLB cho người lớn. Sản phẩm đó là một loại đồ uống có cồn, được gọi là Pinkie Pie Party Punch. Đồ uống này chưa bao giờ được Hasbro phân phối cả, mặc dù nhãn ở mặt sau có logo của công ty này, đường lên tới một trang web và kỳ lạ là một cái mã vạch xạ. Khi những sản phẩm này được phát ra, người bán chỉ dành tiền mặt và một số người còn thô lỗ với khách hàng nữa cơ, thường bảo họ đi chỗ khác chơi đi nếu không có đủ tiền để mua. Ngoài việc cái nhãn ở mặt sau sản phẩm đang cố gắng tự nhận mình là đồ chính thức, thì mỗi chai có chứa khoảng 20cl chất lỏng và 80% cồn, với 20% thành phần còn lại không rõ ràng vì không có thông tin dinh dưỡng nào được hiển thị khi kiểm tra cả. Thay vì có một cái bảng thành phần chi tiết cho loại đồ uống này, nó chỉ khuyên người dùng rằng hãy trộn pân với một loại nước tăng lực nào khác nữa để có niềm vui tối đa. Một trong những người đã làm điều này là Alan Crane, một người đánh giá bia trên Facebook với tên gọi là Ali MCA House. Buổi livestream diễn ra rất muộn vào ban đêm và số lượng người theo dõi của anh ta không cao, nên không rõ liệu có ai đó đã lưu lại bản ghi của buổi phát trực tiếp hay không. Trong buổi livestream, Alan giới thiệu thiết kế quảng cáo của chai, hỏi khán giả tại sao Hasbro là nghĩ đến việc là một cái loại đồ uống có cồn chứ, trước khi tiếp tục đọc phần còn lại của chai. Sau đó, anh mở một lọ Monster Energy ra và đổ cả hai chất lỏng vào một cái cốc 1,6 lít. Cuối cùng, anh ta uống cạn cả cốc. Anh ta bị loạn trọn một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và chia sẻ cảm nhận về hương vị của đồ uống. Thêm một trong những nhân chứng xem livestream hôm đó, tên là Salad Abbott, thì anh ta mô tả rằng nó có vị như là một kẹo bông gòn khá ngọt ngào khi lưỡi vừa đụng trúng, nhưng lại có vị như là một cú sốc mạnh của quả Nam Việt Quất khi vừa nuốt xuống. Anh tiếp tục bàn về độ mạnh mẽ tổng thể của sản phẩm này, những dịp nào thì loại đồ uống này sẽ phù hợp, vân vân. Trong suốt khoảng thời gian mô tả, sắc mặt của anh ta dần trở nên nhợt nhạt hơn, nhưng vẫn tiếp tục như thể rằng không cảm thấy gì cả. Đôi khi anh dừng lại chỉ để hít sâu mà thôi, hoặc lẩm bẩm điều gì đó với bản thân mình. Cuối cùng, Alan im lặng và tựa lưng vào ghế, mắt dán chặt lên trần nhà. Trong 2 phút rưỡi tiếp theo, Alan cứ nhìn chằm chằm vậy, vừa đến chuông điện thoại vang lên trong nền. Cuộc gọi này nối tiếp cuộc gọi khác nữa, nhưng anh ta phớt lờ nó. Nhóm cha thắc mắc rằng không biết chuyện gì đang xảy ra và liệu anh ta có ổn không. Với một số bình luận khác thì nói rằng anh ta trông như đang phê thuốc vậy. Bất ngờ, sau 2 phút 35 giây trôi qua, một chất lỏng màu hồng trong suốt bắt đầu chảy ra từ mũi của anh ta, và miệng anh mở rộng ra, phát ra âm thanh ngáy kỳ lạ. Anh nhanh chóng nghiêng đầu về nhiều hướng khác nhau, nhìn về các khu vực khác trong căn nhà. Trước khi biểu cảm của anh ta thay đổi, thì anh ta có vẻ như đã nhìn thấy điều gì đó bên trái và nhảy ra khỏi ghế. Giữ thăng bằng với cái bàn trước mặt, anh vừa khóc vừa cười nhẹ, lắp bắp nói những câu nói khó hiểu như là bạn và anh hùng của tôi. Theo những gì người xem có thể thấy, không có âm thanh nào khác cả ngoài những âm thanh mà anh ta đang phát ra, cũng như họ không biết anh ta đang nói về ai nữa. Sau một phút nói làm nhảm, anh chạy ra khỏi màn hình, la hét gọi cô ấy quay lại. Cánh cửa phía sau anh ta đóng sầm lại và buổi livestream đứng yên trong 1/4 giờ liền. Salad đã liên hệ với cảnh sát sau một khoảng thời gian dài Alan không xuất hiện trở lại, và nhà cô anh ta được tìm kiếm để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào về nơi anh ta có thể đã đi. Ngoài chiếc cốc của anh rơi xuống thảm, không có dấu hiệu nào khác của anh hay đồ uống có cồn còn tại đó cả. Alan không bao giờ về nhà, và không một lần nào nữa anh ta được nhìn thấy bởi công chúng sau sự kiện đó. Ngay sau khi Alan biến mất, mỗi người bán Pinkie Pie Party Punch cũng biến mất theo anh ta luôn. Chỉ có một người ẩn danh được phát hiện ra đã mua đồ uống này ngoài Alan. Theo người ẩn danh đó nói, việc nhận diện rất khó khăn do che kín mặt bằng mặt nạ, khẩu trang và đôi khi là kính nữa. Dù chúng ta đã được thông báo nhiều điều, nhưng vẫn không có manh mối nào về cách sản xuất loại đồ uống này và vì nó có thể dẫn đến kết quả như vậy, chưa kể đến những gì khác mà nó có thể chứa ngoài cồn.
chắc hẳn là có rất nhiều niềm vui được đóng gói trong cái 20% đó. Bạn đã từng thấy ngựa đàn ông này chưa? Tôi không phải là người thích chó. Trước đây thì không phải là như vậy. Thực tế, tôi đã từng yêu chúng. Tôi lớn lên và nói với mọi người rằng tôi sẽ trở thành một bác sĩ thú y vào một ngày nào đó. Nếu điều đó xảy ra, tôi muốn nghĩ rằng tôi sẽ không ở trong một cái tình huống mà tôi đang gặp phải bây giờ. Chính bản thân tôi là một mớ hỗn độn. Từ khi còn nhỏ, tôi đã phải chịu đựng những sự hoang mang liên tục. Nếu bạn hỏi cha mẹ tôi, họ sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện hoàn toàn khác. Theo họ, tôi đã là một người rất bình tĩnh, điềm đạm và tự tin khi còn nhỏ. Họ nói rằng cho đến khi tôi khoảng 12 tuổi, cách tôi cư xử đã thay đổi một cách đáng kể. Tôi không nhớ nhiều về thời điểm đó. Tuy nhiên, có một cảnh trong thời thơ ấu mà tôi sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ khỏi tâm trí của mình. Một điều gì đó, hay đúng hơn là một ai đó, đã theo đuổi tôi suốt phần đời còn lại. Ngày 1 tháng 1 năm 1994. Này, nhớ lại việc tôi đã nói rằng tôi không phải là người thích chó không? Vâng, có lý do cho điều đó đấy. Như tôi đã nói, tôi nói với cha mẹ của tôi rằng tôi muốn trở thành một bác sĩ thú y. Họ đã ủng hộ tôi. Họ muốn tôi thành công. Tôi đã không nhận ra họ đã quan tâm tôi nhiều đến như thế nào. Họ đã mua cho tôi một cái sách về giải phẫu động vật. Họ đã đưa tôi đến sở thú. Họ đã mua cho tôi nhiều tài liệu VHS về động vật. Họ đã cố gắng hết sức để nuôi dưỡng tôi thành một người lớn. Người mà tôi muốn trở thành. Một con người trưởng thành mà họ có thể tự hào. Sinh nhật của tôi vào khoảng tháng 11. Tôi sắp tròn 12 tuổi. Những lần sinh nhật trước đó, tôi đã luôn cố gắng xin mẹ tôi một con vật nuôi. Và lời kết thúc một cách không có gì đáng chú ý cả. Họ sẽ nói rằng tôi chưa đủ lớn, rằng tôi chưa chuẩn bị cho trách nhiệm chăm sóc một sinh vật sống nào đó. Tôi đã quyết tâm chứng minh cho họ thấy rằng tôi đã sẵn sàng. Năm nay tôi đã 12 tuổi rồi. Tôi đã đọc tất cả những cuốn sách về động vật đó. Và năm nay tôi biết mình đã sẵn sàng rồi. Một lần nữa, tôi nói với cha mẹ của tôi rằng tôi muốn có một con vật nuôi. Phản ứng của họ lần này là khác biệt. Cha của tôi chỉ nói một câu duy nhất mà thôi: có thể. Và chỉ với một câu nói đó, tôi biết mình sẽ nhận được gì cho ngày sinh nhật năm nay. Không có gì ngạc nhiên cả khi tôi thức dậy vào ngày sinh nhật đó với một chú chó còn đang liếm mặt tôi. Tôi rất vui mừng. Cha mẹ tôi đứng ở cửa phòng tôi, mỉm cười ấm áp. Họ chúc tôi sinh nhật vui vẻ và đưa ra một bài phát biểu về việc tôi cần phải đối xử với con chó như tôi sẽ làm với bất kỳ sinh vật sống nào khác. Họ đã cung cấp cho tôi một cái bịch thức ăn cho chó, bát, một cái dây xích nữa. Trong khoảnh khắc đó, tôi là người hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình. Con chó này là bạn thân nhất của tôi. Khoảng thời gian tôi dành cho chú chó thật tuyệt vời. Tôi là con một, học tại nhà. Tôi không thực sự có nhiều cơ hội tương tác với những người bạn cùng tuổi. Không phải rằng tôi có vấn đề gì về việc đó đâu. Chú chó của tôi, mà tôi đặt tên là Theo, đã dần hình thành một cái mối liên kết với tôi trong suốt một tháng. Chúng tôi đã gắn bó với nhau như bất kỳ đứa trẻ nào khác với chú chó của mình. Chúng tôi đã đi dạo, chơi cùng nhau. Tôi tắm cho nó, hốt kích, cho nó ăn và cố gắng nuôi dưỡng nó tốt nhất có thể, như cha mẹ tôi đã làm với tôi. Không cần phải nói, họ đã rất ấn tượng. Ý kiến của họ về tôi đã thay đổi một cách rất nhanh chóng. Đó là ngày 1 tháng 1, khởi đầu của một năm mới và một khởi đầu mới cho tôi. Tôi thức dậy vào khoảng 10 giờ sáng. Thực sự là đã khá muộn rồi. Tôi chưa bao giờ thực sự thức đến nửa đêm vào năm mới trước đó cả. Tôi cảm thấy thật tồi tệ. Tôi được chào đón trong bếp bởi mẹ tôi, người đã chuẩn bị một bữa sáng ngon lành. Tại nấu ăn của mẹ tôi á, phải gọi là đỉnh của chóp. Khi tôi ngồi ở bàn để ăn, theo chào đón tôi từ dưới bàn và ngồi xuống chân tôi. Tôi cho nó một miếng thịt xông khói. Nó vẫy đuôi rất vui mừng. Bữa sáng của tôi bị cắt ngắn đi. Một trong những công việc của tôi là đi lấy thư mỗi ngày. Ngay khi tôi nghe thấy âm thanh quen thuộc của xe tải đưa thư, tôi đã bật dậy khỏi ghế. Một trong những tài liệu động vật của tôi đã dạy tôi về Ivan Pavlo và những con chó của ông nữa. Thật buồn cười khi tôi không biết rằng tôi đang bị điều kiện hóa để phản ứng theo cách nào đó với âm thanh của chiếc xe tải. Tôi vẫn còn mệt mỏi từ đêm qua. Tôi lúng túng đi về phía cửa trước, không chú ý nhiều cho lắm.
Ngay khi tôi mở cửa, Theo đã phóng ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể. Tôi không thể xử lý những gì vừa xảy ra nữa. Nó chưa bao giờ làm như vậy trước đây cả. Tôi thu thập suy nghĩ của mình và quyết định đuổi theo nó. Tôi lấy áo khoác từ giá treo và chạy ra ngoài. Ngay khi tôi bước chân ra ngoài hiên nhà, tôi đã bị đứng khựng lại. Theo không đi xa cho lắm, nó thậm chí còn chưa rời khỏi sân trước nữa cơ. Lối ra cửa sân trước đã bị chặn bởi một người đàn ông. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn. Người đàn ông nhìn thẳng vào tôi. Hắn không chớp mắt. Tôi không biết phải làm gì nữa hay cảm thấy như thế nào. Ban đầu tôi cảm thấy khá biết ơn vì người đưa thư đã đến rồi. Hắn là người duy nhất đứng giữa Theo và phần còn lại của thế giới. Hắn không nói gì cả. Theo đã nhìn lên hắn. Nó vẫy đuôi. Nó thở hổn hển. Dường như người đàn ông kia không nhận ra rằng có một con chó ở đó. Hắn chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi muốn nói một điều gì đó. Tôi muốn cảm ơn hắn. Cách hắn nhìn tôi như thế, hắn đang mong đợi tôi nói điều gì đó vậy. Nhưng mà tôi không thể tự mình nói ra được. Không rời mắt khỏi tôi, hắn quỳ xuống và nhấc Theo lên bằng cách nắm vào da cổ của nó. Theo rên rỉ nhẹ. Tôi muốn nói với hắn rằng hãy thả con chó của tôi xuống. Nhưng một lần nữa, tôi không thể. Tôi đơn giản là không thể nghĩ ra những từ ngữ thích hợp gì cả. Tâm trí tôi đang rối bời. Tất cả những gì tôi có thể làm là quan sát. Người đàn ông đưa tay vào túi, rút ra một con dao và cắt cổ con chó của tôi bằng một tốc độ rất nhanh chóng. Máu chảy ra trên mặt đất phủ đầy tuyết. Hắn giữ con chó trên không trung trong vài giây để máu của Theo tạo thành cái vũng đỏ thẫm dưới chân của hắn ta. Sau đó, hắn đơn giản là thả tay ra. Theo rơi xuống với một tiếng kêu rên nhẹ trên tuyết đã nhuốm đỏ. Một lần nữa, ánh mắt của người đàn ông kia không rời khỏi tôi. Hắn thả con dao xuống đất và chỉ đơn giản là đi ra khỏi đó mà thôi. Đến khi hắn hoàn toàn khuất bóng ra xa, tôi mới có thể cử động được. Tôi tiến tới gần xác của Theo đang thoi thóp và đứng ngay đó. Tôi muốn khóc, nhưng mà không thể rơi một giọt nước mắt nào cả. Mẹ tôi xuất hiện từ trong nhà, chắc chắn rằng đang tự hỏi tại sao việc lấy thư lại mất nhiều thời gian đến như vậy. Tôi không trách bà vì đã hét lên. Bà thấy tôi đang đứng trên xác của Theo, con dao nằm trên mặt đất. Không cần phải nói, không cần phải là một thiên tài để ghép hai thứ lại với nhau. Cảnh tương tự kia đã nói lên tất cả. Hậu quả của sự cố đầu tiên. Trong những tháng tiếp theo, cha mẹ của tôi đã buộc tôi phải gặp một bác sĩ tâm lý. Khi được hỏi tại sao tôi lại giết Theo, tôi đã cố gắng nói với ông ta rằng đó không phải là tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để kể cho ông ta nghe về người đàn ông kia cơ. Và có thể thấy rằng ông ta thực sự chẳng thèm tin tôi. Được rồi, vị bác sĩ kia nói với giọng điệu kiêu ngạo. Hãy cho chú biết người đàn ông kia trông như thế nào đi. Đó là lúc tôi nhận ra rằng tôi không thể mô tả hắn được. Không phải vì tôi không nhớ khuôn mặt của hắn ta, chỉ là hắn quá tầm thường. Tầm thường đến nỗi tôi không thể mô tả hắn theo cách mô tả hàng triệu người khác trên thế giới được. Khuôn mặt của hắn ta thật rất dễ quên lãng. Tôi biết tôi đã nhìn chằm chằm vào hắn ta trong khoảng 5 phút. Một người sẽ cho rằng tôi có thể nhớ khuôn mặt của người đã giết chó của tôi mà không rời mắt khỏi tôi. Số như tôi đã biết hắn trông như thế nào vậy. Nhưng mà não tôi không thể chuyển đổi hình ảnh của hắn thành lời. Tôi không trả lời câu hỏi của bác sĩ. Tôi chỉ đơn giản là ngồi thụp xuống ghế. Suốt cuộc đời của mình, người đàn ông này đã xuất hiện lại rất nhiều lần. Tôi có thể đi chi tiết hơn vào trong tương lai, nhưng tất cả những gì tôi có thể nói bây giờ là hắn chắc chắn tồn tại. Tôi có thể có vẻ điên rồ, nhưng tôi biết những gì tôi thấy vào ngày hôm đó. Tôi luôn thấy hắn, dù hắn có ở giữa đám đông khi tôi xem tin tức hay là trong những giấc mơ của tôi. Hắn là có thật và hắn luôn theo dõi tôi.